Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì chúng ta đã quay trở lại phần xét bài tập của cái bộ kết nối tri thức ở chương 3. Chúng ta được học về số nguyên. Ở cái bài đầu tiên, bài 13 trong chương này thì chúng ta được học và biết được tập hợp số nguyên ký hiệu chữ Z. Thì bao gồm là gì các em? Số âm, nguyên âm, số 0 cũng như là số nguyên dương, đúng không nào? Trong lý hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 14, đó chính là bài phép cộng và phép trừ số nguyên. Thì nhắc lại là cái bài này là cực kỳ cơ bản và cực kỳ gọi là gốc gác của toán em nha. Nếu như cái bài này á mà các em bị mất gốc, thầy nói em là cái phần phép nhân phép chia á, thì nó là dễ hơn cái phần phép cộng phép trừ này các em nha. Đặc biệt là anh phép cộng này này, nó khá là phức tạp đối với cái việc mà cộng hai số nguyên khác dấu các em nha, phải hết sức chú ý. Thì trong cái phần này này, thứ nhất thầy sẽ nói chỗ này một xíu này, thầy sẽ giảng theo cách của thầy, chắc chắn em sẽ dễ hiểu hơn. Ở đây nói về số đối trước nha. Nhóm thầy số đối của A nó sẽ là âm A, còn âm A nó sẽ là A. Nhóm thầy như vậy. Thầy lấy ví dụ, người ta yêu cầu em tìm số đối của 3 đi, thì số đối của nó sẽ là mấy? Nó sẽ là âm 3. Còn số đối của âm 5 sẽ là 5. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về số đối này trước. Ok, được chưa? Nhớ thầy, tổng của hai số đối nghĩa là A cộng cho âm A thì nó luôn luôn là bằng 0. Công thức thứ nhất, số đối. À, tổng của hai số đối đó. Ok, bây giờ thầy sẽ đi ở cái phần tiếp theo, phần phép cộng trước nhau, thầy sẽ nói phép trừ sau. Ở trong phần phép cộng này thì thầy sẽ chia ra thành hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cùng dấu thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là cùng dấu, ở đây là cùng dấu dương và cùng dấu âm nha. Như vậy thì nếu mà cùng dấu dương ấy thì chúng ta thực hiện giống như của chương trình của tiểu học hoặc là của số tự nhiên mà chúng ta được học ở trong cái chương 1. Các em hiểu nè. Như vậy thì cùng dấu dương nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện là A cộng B bằng C, giống như mà chúng ta đã được học về tập hợp số tự nhiên. Thì lấy ví dụ như là 2 cộng cho 3. 2 cộng 3 nghĩa là đây là dương 2 này, đây là dương 3 này. Tại vì dương thì chúng ta có thể ngầm hiểu, đúng không nào? Thì đây nó sẽ bằng 5, hiểu nào? Cái này thì quá dễ rồi, ai cũng biết, được chưa nào? Còn cái này mình gọi là cái mới này, cùng dấu âm, nghĩa là cộng hai số nguyên âm đấy. Cộng hai số nguyên âm đấy các em, nghĩa là ở đây là âm A cộng cho âm B. Thì khi đó cái phương pháp làm của chúng ta, tại vì trong sách giáo khoa thầy cũng đã dạy khá là chi tiết rồi, thì bạn nào chưa xem thì các em vào trong sách giáo khoa các em xem trước các em nhé, rồi mình chuyển sang phần sách bài tập này. Khi đó chúng ta sẽ đặt dấu âm ra, mở ngoặc ra, chúng ta lấy A cộng B vậy thôi, đóng khung. Thầy cái này là cái mới này, được chưa? Thì lấy ví dụ rất là đơn giản luôn, âm 3 cộng cho âm 4, đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta sẽ âm 3 cộng âm 4 thì chúng ta sẽ đặt dấu âm ra, ta lấy 3 cộng cho 4 và kết quả ở đây là một số âm là âm 7. Nếu mà nói về tiền á cho nó dễ hiểu này, nếu như mà dương á thì biểu hiện thì là có, mà âm thì biểu thị nó sẽ là nợ. Thì đây là âm 3 nghĩa là nợ 3.000, tiếp tục lại nợ 4.000 nữa, tại vì ở đây cộng này vào quán mua cái gì đó nợ 3.000, sau đó nợ đây là 4.000, như vậy tổng cộng lại thì chúng ta sẽ nợ là 7.000 đó. Còn dù ở đây chúng ta có 2.000, đây chúng ta có 3.000 thì tổng cộng chúng ta có 5.000 này. Dương là có mà âm là nợ, nhớ thầy như vậy, được chưa? Cùng dấu, cái cùng dấu này á thì chúng ta cứ hiểu là cái kết quả của nó sẽ cũng cùng dấu với cái ví dụ cùng dấu dương thì kết quả nó sẽ dương này, cùng dấu âm thì kết quả nó sẽ là âm này. Bây giờ hai khác dấu mới là phần khó này em này. Phần khác dấu này thì giảng riêng ở phía bên đây nha. Khác dấu chúng ta có trường hợp 1, thầy chia thành trường hợp 1. Trường hợp 1 như thế này các em, khi mà số dương lớn hơn giá trị tuyệt đối của số âm, nghĩa số đối đấy, thầy nói giá trị tuyệt đối lớn hơn số đối của số âm á nha. Khi ở đây là khi số dương lớn hơn số đối của số âm nha, lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy này, nhớ này, dương
trừ cho âm. Thầy lấy ví dụ này, đọc thì có vẻ nó hơi khó hiểu, nhưng khi thầy cho ví dụ thì các em sẽ thấy rất là rõ luôn. Ví dụ thầy lấy 9 cộng cho âm 7 đây, bằng này, số dương ở đây đó chính là số 9 nha. Số dương ở đây đó chính là số 9, số âm đây là chính là âm 7 ở đây. Thì số đối của âm 7, số đối của âm 7 sẽ là số mấy? Số 7. Khi đó số 9 sẽ lớn hơn số 7 đây này. Khi số dương lớn hơn số đối của số âm, như vậy số âm ở đây là âm 7, số đối của nó sẽ là số 7, chứng tỏ khi đó 9 lớn hơn 7. Thì chúng ta sẽ lấy số dương trừ cho số âm, như vậy lấy 9 trừ 7 là bằng 2. Thầy lấy ví dụ nữa, ví dụ như là âm 15 cộng cho 20. Số dương là số nào em? Số dương đó chính là số 20. Số âm sẽ là số nào? Đó chính là âm 15, là số này. Số đối của âm 15 đó chính là bằng 15, chứng tỏ 20 này nó sẽ lớn hơn 15. 20 sẽ lớn hơn 15 thì khi số dương lớn số âm, số đối của số âm thì chúng ta lấy số dương trừ cho số âm thì cái kết quả này bằng 5. Vậy thôi. Hiểu chưa? Đấy, đây là số dương, đây số âm này, đây số âm, đây số dương này. Rồi vào trường hợp 1. Trường hợp 2. Khi số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy như này, chúng ta đặt dấu trừ đằng trước, mở hộp đơn ra, chúng ta lấy số âm trừ dương nha. Ở trên đây nếu cái bài này chúng ta tính nói về tiền này, chúng ta có 9.000 này, chúng ta nợ, cứ âm là nợ này, nợ 7.000 thì chúng ta lấy 9.000 này chúng ta trả 7.000 đây, đúng không? Nghĩa trong túi của mình là đang có 9.000 mà chúng ta vào quán, chúng ta mua hết 7.000 thì chúng ta trong túi sẽ còn lại mấy nghìn? Còn lại 2.000. Hay là ở đây chúng ta trong túi chúng ta có 20.000, chúng ta đi mua đây là 15.000 thì chúng ta sẽ còn lại trong túi sẽ là 5.000, được chưa nào? Về trường hợp 2 thầy lấy nhiều ví dụ để các em xem này. Ví dụ như là âm 7 cộng 2, đúng không? Số dương là số nào? Số dương là số 2. Số âm là âm 7 đây. Như vậy số đối của âm 7 sẽ là số 7. Thầy nói là này, số đối của âm 7 sẽ là số 7, mà số 7 thì lớn hơn số 2, chứng tỏ ra là trường hợp 2. Khi đó chúng ta sẽ đặt dấu trừ ra. Chúng ta sẽ lấy số đối của số âm á, số đối số âm đó chính là số 7. Số đối của âm 7 là đó chính là số 7 này, chúng ta trừ đi cho số dương. Như vậy 7 trừ 2 thì sẽ bằng 5, nhưng mà kết quả đây sẽ bằng âm 5. Nói về tiền này, chúng ta nợ 7.000. Chúng ta vào quán chúng ta mua, chúng ta nợ 7.000. Chúng ta có 2.000 chúng ta trả đi. Thì chứng tỏ chúng ta sẽ còn lại nợ mấy nghìn? Còn lại nợ là 5.000. Vậy thôi, nói về tiền thì cho nhanh ha. Một số người tính toán rất là dở em, nhưng mà đưa tiền thầy nói em cầm một cọc tiền là tính, thầy nói em là rẹt. Tính nhanh lắm em. Đó. Là bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ nữa, ví dụ như là 15 cộng cho âm 16 đi, ví dụ như này đó. Thì ở đây là số dương là 15, số âm là âm 16, đây là âm 16 này. Số đối của âm 16 này sẽ là 16, mà 16 thì lớn hơn 15, chứng tỏ ta phải đặt dấu trừ ra, lấy số đối của số âm là 16 trừ cho 15 thì kết quả đây sẽ bằng âm 1. Hiểu không? Hoặc là thầy lấy ví dụ nữa nha. Ví dụ như là âm 7 cộng cho 4 ấy. Thì nếu mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ đặt dấu trừ, lấy gì? Lấy 7 trừ 4 thì kết quả ở đây sẽ bằng âm 3. Ví dụ như thế. Được chưa? Đấy. Đấy là về phép cộng. Nhớ là chia thành cùng dấu và khác dấu. Đặc biệt là cái phần này người ta rất hay ra này. Còn về phép trừ, phép trừ thì em nhớ về công thức này, ta có A trừ B thì người ta lấy A cộng cho số đối của B. A trừ B thì lấy A cộng số đối của B, mà số đối của B sẽ là âm B. Vậy thôi. Thì lấy ví dụ này, ví dụ như là 2 trừ 7 đây. Nếu ở phần tập hợp số tự nhiên á, thì cái 2 trừ 7 này người ta không thực hiện được, nhưng đối số âm thì người ta trừ được em nha. Như vậy số 2 này biểu thị là số là A đây, thầy ghi lại này. Trừ đây thầy viết thành cộng. Số đối của số 7, số đối của số 7 đó chính là âm 7. Sau đó ta thực hiện phép cộng giống như ở trên đây.
cùng dấu hay khác dấu? Ở đây là khác dấu, mà đây rơi vào trường hợp mấy? Đây chính là rơi vào trường hợp 2. Khi số nối của số âm lớn hơn số dương thì người ta đặt dấu trừ đằng trước, lấy 7 trừ 2 kết quả đây sẽ bằng âm 5. Rồi, ví dụ 2 tiếp tục nha. Ví dụ như là trừ 3 trừ cho trừ 4, ví dụ thế này đây. Một loạt dấu trừ như vậy để các em xử lý. Thì ở đây trừ 3 thì biểu thị nó theo công thức là A, thì cứ ghi lại, cứ A là ghi lại chứ không có làm gì hết á. Dấu trừ này thì thành dấu gì? Dấu cộng. Cộng với số đối. Số đối của âm 4, số đối của âm 4 sẽ là số 4. Rồi, bây giờ cộng hai số nguyên khác dấu. Ở đây số dương lớn hơn số đối của số âm, tại vì số đối của âm 3 là số 3. Như vậy 4 lớn hơn 3, chứng tỏ chúng ta sẽ lấy 4 trừ 3 thì kết quả đây sẽ bằng 1. Được không? Đó, thầy lấy một ví dụ nữa. Ví dụ như là âm 6 trừ 5 đây, ví dụ thế. Không? Thì đây âm 6 ghi lại, trừ thành cộng, số đối của 5 thì nó sẽ là âm 5. Cộng hai số nguyên âm thì chúng ta đặt dấu trừ ra. Đây 6 cộng 5 thì kết quả đây sẽ bằng âm 10, âm 11 nha. Ở đây hết giấy nên thầy ghi không đủ. Đó, cứ như vậy thôi. Ok. Hiểu chưa nào? Rất là rõ ràng luôn. Còn các cái tính chất, các cái tính chất của thầy lập đóng tờ giấy nha. Đây. Các tính chất thì người ta để hệ thống rồi này. Giao hoán kết hợp các kiểu nhóm thì thông thường là để giúp cho chúng ta sẽ tính tính nhanh hay là tính hợp lý, thường chúng ta nhóm những số tròn trục ở này. Về kỹ năng giải toán đây. Về các ví dụ thì em xem thầy ở trong đây. Tính tổng sau một cách hợp lý đây chứ này. Đấy. Chúng ta sẽ nhóm hai này nhóm này. Đó. Được chưa? Đây đã có giải hết rồi. Về phần bài tập, chủ yếu thầy làm cho các em phần C ấy, là phần bài tập á. Nhìn thầy nè, 3.8.9. Rồi. Khá là nhiều bài ha. Bạn nào chưa có sách thì bấm dừng video lại để tự làm em nhé. Thầy luôn luôn quay cho em phần bài tập trước rồi thầy mình sẽ giải sau. Rồi ok. Giờ chúng ta sẽ quay lại giải từ cái bài 3.8 em nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 3.8 nha. Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau. Trời ơi, cái phần dễ. Âm 58. Âm 58 thì phần dấu sẽ là gì? Dấu âm. Còn phần số tự nhiên đó chính là phần 58. Đó nè. Như vậy thì ở đây 58 này thì chúng ta có là dấu, đó chính là dấu âm, số tự nhiên. Số tự nhiên đó chính là 58. Ở đây là dương 207. Thì dấu ở đây thì nó sẽ mang là dấu gì? Dấu dương. Cái này dễ hơn em à. Phần này em tự làm cũng được. 207. Tương tự như vậy. Dấu thì nó sẽ là dấu âm này. Số này 2023 thì dấu nó chính là người ta không. Thôi lỡ rồi ghi luôn này. Dấu âm. Số tự nhiên ở đây sẽ là 986 nha. Thầy ghi nha, em tự ghi lại. Dấu ở đây sẽ là dấu dương, còn số ở đây sẽ là 2023. Xong nha. Rất là dễ luôn. Ai làm cũng được. Vì cái bài này mà không làm được nữa thì thầy cũng thua. Chào thua. Ta sẽ đi sang ở câu 3.9 nha. Và em chính em tìm số đối mọi số nguyên sau. Trời ơi, em có nhận xét gì về phần số tự nhiên của hai số đối nhau? Thì phần nó đối nhau thì chúng ta sẽ lấy ở phần dấu là nó sẽ trái nhau thôi, dương với âm. Chứ còn phần số tự nhiên thì nó sẽ giống nhau, chứ nó không khác nhau các em nha. Như vậy ở đây là số đối của dương 25 sẽ là gì? Sẽ là âm 25. Âm 18 nó sẽ là 18. 472 sẽ là âm 472.
vậy thôi. Âm 9853 thì nó sẽ là 9853. Ta nhận xét ở đây thì hai số đối nhau, thì có cái phần số tự nhiên, nhớ là nó giống nhau em nhé, nó giống nhau, đối nhau, nó chỉ đối ở cái phần là dấu thôi, đây là dương và đây âm thôi, còn cái phần tự nhiên ví dụ đây 25, đây 25 thì nó giống nhau, thì nó không khác nhau, chứ không phải nói số đối của dương 25 chỉ là âm 30 chẳng hạn là sai á, và cái phần tự nhiên nó phải giống nhau em nhé, nó đối nhau chủ yếu là phần phần dấu. Ok, ta sẽ đi sang ở cái bài 3.10. Em phải chọn y là một số nguyên âm hay số nguyên dương để âm y là một số nguyên âm. Như vậy để âm y là một số nguyên âm thì y nó phải là số gì? Nó phải là một số nguyên dương, thì khi đó âm y nó mới lại là số nguyên âm được. Thầy lấy ví dụ như số 2, khi đó âm 2 này thì nó số nguyên âm, thì cái số 2 này khi chúng ta chọn nó phải là một số dương. Cái hiểu nào? Đây là thì kem kết luận đây là số nguyên dương. Được chưa? Thì ngược lại, âm y là một số nguyên dương thì chúng ta phải chọn nó là số nguyên âm. Thầy giải thích này. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn số nguyên âm, ví dụ chúng ta chọn âm 3 đi thì nó có thêm dấu trừ đằng trước này. Có thêm dấu trừ này, trừ trừ đây thì nó sẽ ra được là số dương 3. Được chưa nào? Đó. Ok. Rồi. Còn bắt đầu từ cái câu 3.11 cho tới 3.19 thì thầy sẽ quay trong phần khóa học em nhé. Các bạn ấy thì chúng ta đăng ký có đầy đủ đường link đó. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt nha. Bye bye.